chào các bạn, mình tên là Phạm Vi, lớp 1A8 trường tiểu Thanh Trì, quận Hoàng Mai, ở Hà Nội. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn một câu chuyện tên là Bông Hoa Cúc Trắng. Ngày xưa có hai mẹ con nhà nọ sống trong một chiếc lều nhỏ. Người cha mất sớm, hai mẹ con phải làm việc vất vả để kiếm ăn. Một hôm, bà mẹ bị ốm, bà mẹ bảo con là con ơi, hãy mời thầy thuốc về đây cho mẹ. Khi đi, cô bé gặp một bà cụ nói, tại sao cháu lại đi vội vàng như thế? Cô bé nói, cháu đang đi tìm thầy thuốc ạ. Cô bé nói, cháu đang đi tìm thầy thuốc ạ, để chữa bệnh cho mẹ cháu. Bà cụ nói, ta chính là thầy thuốc đây, hãy dẫn ta về nhà cháu để ta chữa bệnh cho mẹ cháu. Thế là cô bé liền đưa bà cụ về nhà. Bà cụ nói, mẹ cháu đang bị bệnh rất nặng, cháu hay đến gốc đa đầu rừng hái cho ta một bông hoa màu trắng. Thế là cô bé liền đi. Ở ngoài trời đang rất lạnh lẽo, cô bé trên người cô bé chỉ mặc đúng một chiếc áo mỏng. Cô bé cứ đi mãi, đi mãi. Khi cô bé mỏi chân thì mới đến gốc đa đầu rừng. Cô bé thấy một bông hoa màu trắng. Bông hoa đấy nhìn rất đẹp. Cô bé đến liền hái. Cô bé đấy nghe thấy tiếng văng vẳng bên tai tiếng của bà cụ. Bà cụ nói, mỗi cánh hoa của bông hoa là một mỗi ngày mẹ cháu được sống thêm. Thế là cô bé liền để bông cánh bông hoa. 1, 2, 3, 4, 20. Chị mẹ bên chị sống được 20 ngày thôi sao? Thế là cô bé liền lấy tay của mình nhẹ nhàng xé những bông cánh to thành cánh nhỏ. Dài mượt hoa 20 cánh trở thành bông hoa vô vàn cánh hoa. Cô bé chạy như bay về nhà. Bà cụ đứng ở cửa chờ cô bé. Bà cụ nói, mẹ cháu đã khỏi bệnh rồi, đấy là phần thưởng cho lòng hiếu thảo của cháu đấy. Khi mùa xuân về thì sẽ có bông hoa trắng, người ta gọi là bông hoa cúc trắng, tượng trưng cho lòng hiếu thảo của cô bé đối với mẹ mình. Qua câu chuyện trên, chúng ta thấy lòng hiếu thảo của cô bé đối với của mẹ mình. Đọc từ mỗi chúng